Còn từ quan xin sách thầy, thầy đã góp đầy đủ thì gửi xin cho cô Út, thì từ quan con sẽ đến đó nhận được sách vở đó đầy đủ. Và cái bài mà con thưa hỏi thì thầy sẽ kiểm điểm xong rồi thầy sẽ in thành sách. Thầy thấy cái tập đó nó có lợi ích lắm, thầy sẽ in ra thành sách. Còn cô Diệu Quang xin phép thầy để về lo công việc nhà, thì thầy rất là hoan hỷ, con hãy về giải quyết. Và cô Diệu Dân thì xin về giúp mẹ để giải quyết những cái khó khăn. Thì Diệu Dân và Diệu Quang, hai con hãy về lo công việc. Khi nào trung tâm an dưỡng xong rồi thầy sẽ gọi cho biết chỗ, rồi mấy con sẽ đến đó. Còn Liễu Tâm Thanh thì con có một người chị mất, thì con hãy về lo lắng cho cái gia đình của mình, cho người chị của mình, chứ không có gì hết, thì con nói gì hết. Còn Tuệ Hạnh thì con xin phép ngày mai về gặp cô Liên Châu. Thầy cũng cho phép bởi vì mấy con về để mà an ổn một thời gian, sau đó rồi những cái trung tâm từ thiện nó ra đời thì chắc chắn là thầy sẽ báo cho mấy con biết để mấy con sẽ trở về đó tu tập, chứ không có gì hết. Còn tu viện mà tập trung đông quá thì nó không tốt cho chúng ta thầy, bởi vì mình biết được cái thông báo rồi, người ta cho hay mình rồi, người ta nằm báo cho mình biết rồi, mà mình biết mà mình không giải quyết trước thì để đợi tới xã ấp xã rồi huyện tỉnh họp nhau thì nó sẽ đến nó thăm mình, thì nó không hay chút nào hết, thầy mình báo cho biết trước. Còn cái vấn đề mà tu tập như thầy nhắc mấy con đó, nó không có khó nữa, hết khó rồi, mấy con hiểu rồi. Một là mấy con xã mình ngồi chơi mà đâu có gì đó, mấy con thấy gì tới pháp tu của Phật cuối cùng thì trang bị cho mình đủ các pháp, như ví dụ định niệm hơi thở mấy con cũng biết này, đi kinh hành chánh niệm cũng biết, thân hành niệm cũng biết này, định vô lậu là trang bị cái tri kiến của mấy con cũng có rồi, mà tất cả mọi cái đều là trang bị hết. Mà bây giờ còn cái định sáng suốt thư giãn là ngồi không chơi chứ có gì đó, thì cũng trang bị cho mấy con học thư giãn là cái gì, đó là cách thức ngồi chơi mà xả tâm. Cho nên tất cả những cái phương pháp thì coi như là mấy con đều học đều biết hết rồi. Bây giờ nó có hai cái phần mà chúng ta tiến tu để mà đạt được cái mục đích của chúng ta, để làm chủ vốn sự đau khổ sinh già bệnh chết, có đủ sức thần túc. Thì hiện giờ là con đường đi rất rõ ràng, là không còn mơ hồ, không còn chỗ nào mà che lấp. Bây giờ ngồi chơi, bây giờ nó có một cái niệm gì đó đến là chúng ta xả. Còn thân mình ngồi chơi nó mỏi, nó đau nhất chỗ nào thì mình cũng có pháp mình xả rồi. Thì mấy con biết xả rồi, mà xả rồi thì cái tâm nó ở đâu, thì nó phải trở về với cái thân nó chứ, nó ở đâu rồi. Nếu mà nó ở đâu thì nó nhìn trời, nhìn mây, nhìn gió, nó chơi chứ nó có làm gì khác hơn hết. Cho nên vì vậy mà nó nhìn lại cái thân của nó, nhìn lại cái thân của nó thì tức là nó ở trên tứ niệm xứ chứ gì. Mà mình không tu tứ niệm xứ, vì mình tu tứ niệm xứ tức là mình bị ức chế, bởi vì mình quán nó, mình nhìn nó. Còn có người ta quán, người ta nhìn nó mà người ta không ức chế. Còn mình quán, mình không biết cách. Là tại vì tại sao người ta quán, người ta nhìn cái thân người ta không bị ức chế? Là tại vì người ta xả nhiều, còn mình chưa có xả, cho nên mình bị ức chế chứ không có gì khác hơn. Bởi vì tâm mình nó còn tham sân si một đống, nó quá nhiều, cho nên mình xả chưa hết. Vì vậy mà mình ngồi mình quán cái thân, mình cũng biết quán trên đầu tới chân, nó cũng biết sự rung động, nó cũng rõ ràng rồi. Nhưng mà tại sao là mình bị tưởng? Thì mình biết liền à, bị tưởng là tại vì mình ức chế nó chứ gì. Mình ráng mình giữ nó, đừng cho, đừng nhiễm rác, đừng khởi gì. Còn người ta xả rồi, cho nên người ta quán nó tự nhiên, bởi vì người ta xả hết rồi. Cho nên bây giờ nếu mà mình thấy là nó bị những cái trạng thái tưởng thì tức là mình bị ức chế nó, cho nên vì vậy mình tu xả thôi chứ đừng có trụ nó đâu, thì nó đâu có sao đâu. Có phải không mấy con? Thấy nó đơn giản quá, đơn giản, nó dẫn dắt mấy con sẽ tới nơi tới chốn chứ không có gì, đâu cần gì phải hỏi thầy đâu. À, cho nên vì vậy mà hai cái tập sách này nó xác định cho cái đường lối mấy con, không có sai đâu, không có trật nữa. Bởi vì hơn 4 tháng để trang bị cho cái sự hiểu biết và cái sự tu tập của mấy con thì mấy con nắm rất vững rồi, không còn lo lắng nữa. Nghĩa là cái hoàn cảnh mà gia đình của mấy con thuận tiện thì mấy con đóng thất, mấy con tu rất dễ. Còn cái hoàn cảnh mà không thuận tiện nó động á thì mấy con tu chỉ dùng cái tri kiến nhân quả của mình với các pháp vô thường là mấy con xả hết. Tâm mấy con ở trong cái hoàn cảnh động mấy con cũng không động. Thì chờ một cái thời gian những cái trung tâm an dưỡng nó sẽ ra đời. Thì cái thời gian đó nó cũng không lâu đâu, trong nửa năm hoặc một năm nó sẽ phải đến. Mấy con hiểu không? Cho nên vì vậy mà khi nó đến rồi thì nó đem lại cái sự
an ổn cho chúng ta nếu mà những người quyết tâm tu. Thì chúng ta không phải tu như ở tu viện hôm rồi đâu, mà đến đó là giới luật phải nghiêm chỉnh hẳn hoài hoàn toàn. Và đồng thời cái bộ giới luật mà quay nghi tế hạnh mà thầy viết xong rồi thì cho mỗi người một tập đọc, và đồng thời phải rèn luyện ngay những cái giới luật cái quay nghi tế hạnh đó, thì cái độc cư phải trọn vẹn. Còn nếu mà độc cư không trọn vẹn thì thôi mấy con đừng có tu mất công, không có ra gì đâu, đừng có tu mất công. Đó thì hôm nay thầy nói để cho mấy con biết được là chúng ta đủ phước có hơn 4 tháng rưỡi mà thôi. Và đồng thời từ đi về sau tới 5 tháng, cái qua tháng thứ 6, thứ 7 thì chúng ta sẽ, nếu mà chúng ta còn duy trì thì chắc chắn là chúng ta sẽ có những cái trường hợp tại nó không tốt, là chắc chắn như vậy. Trước cái diễn ảnh này chúng ta đã thấy rồi. Đồng thời thì mình luôn luôn là mình người sống thiện, làm thiện, cho nên mọi gì đều là mình có, người ta thường thường người ta nói quý nhân nó báo cho mình mà. Đó là quý nhân báo mà, chứ thầy có thành công gì đâu. Nhưng mà sự thiện mình cũng biết để mình chuẩn bị cho mình lo. Nhưng mà người sống thiện thì nó có quý nhân đó. Còn cái người mà sống không thiện thì cái chừng đó mới gặp. Còn mình có người quý nhân báo, cho nên như vậy mình biết, mình biết trước, cho nên mình không có sao nữa. Thầy thì thầy nói chung là thầy cố gắng khắc phục, vừa rồi á, thầy báo cho mấy con biết rằng vấn đề mà gì mà cái lòng từ bi của thầy mà thầy cứu một con chuột mà bị con chó cắn, nó xảy ra cái trường hợp đó. Trước kia thầy bị mèo mà chó cắn nữa, nhưng mà không sao. Các con hôm đó thì thầy đổ máu cái tay nó còn nhớ, nhưng mà rồi nó cũng lành, không sao hết. Hôm nay thì bị chó cắn vì cái lòng thương của mình, một con chuột là một mạng sống của một con người, mà con chuột nó có duyên với thầy, cho nên vì vậy mà đúng lúc là con chuột nhảy xuống thì con chó nhảy đến chụp con chuột, thì thầy đưa chân thầy cảm đến gió, cho nên chó cắn thầy. Vì nó bắt chuột không được, nó cắn tức cũng cắn. Thì thôi cũng đành chịu, đó là cái nhân quả, nhưng mà vì lòng thương của mình cứ chịu thôi. Nhưng mà nó đập thật mấy con, chứ không phải xong đâu, cắn rất xong. Cho nên thầy báo cho mấy con biết là cái phương pháp mà để đối trị á, thiệt ra thì nếu mà không có pháp đối trị thì chắc chắn là một là cũng phải điên thôi, nhưng mà chưa, bởi vì theo đúng cái chó cắn mình á, mà nếu mà chờ cho một tháng mà không có điên á, thì nó mới xong. Còn nếu mà nó trong vòng một tháng á, thì chưa qua một tháng á, thì chưa chắc mình đã điên. Cho nên vì vậy mà khi mà bị chó cắn như vậy đó thì thầy cũng sử dụng cái phương pháp đẩy lui những cái nọc độc đó. Cô Út thì có biểu thầy đi chích, nhưng mà thầy nói thôi không có chích gì hết, bởi vì đối với thầy thì chích nó cũng ăn thua gì đâu, cho nên thầy đẩy lui nó. Nhưng các con biết khi mà cái chân của thầy ngày đầu thì nó không sao, nhưng mà không sao nó chân lên, cho nên mấy con thấy thầy không ăn dép đó. Thầy đi chân không đó, là tại vì nó cắn bằng chân của thầy, cho nên vì vậy mà thì cho nên lúc bây giờ đó thì thầy thấy cái bằng chân mình xương thầy biết nó phải nập đập. Thôi bây giờ thì mình phải nỗ lực, cho nên lúc gần đây thì ít có làm việc nhiều lắm, thầy đẩy đuôi những cái nhận nập đập đó, nhưng mà cái chân nó hết, con mắt thì nó mờ. Bây giờ nập đập lên mắt nó trời, nó đi lên nó nặng mắt, chật giờ chiều rồi đó thì thầy không có thấy đường đâu, nghĩa là chật giờ làm cái đường. Thầy muốn đi là thầy phải đưa cái tay ra trước nha. Thầy dò đường trước thì đi, coi như là con mắt của thầy là cánh tay, chứ còn không phải là con mắt nữa. Thầy muốn đi thì thầy phải đưa tay trước. Còn cho nên vì vậy mà thầy biết là cũng là nập đập lắm, chứ không. Nếu mà giữa người khác thì chắc có thể là điên, chứ không phải sao. Do đó thì thầy cố gắng thì đi luôn nập đập. Bây giờ mắt thì sáng rồi, không có sao hết, nó bình thường. Cho nên nó đã ra hết, nhưng mà phải một tháng nó mới xác định mới đúng. Theo y khoa mà nó là một tháng, thì hôm nay thì chắc có lẽ là cũng là nửa tháng rồi, còn nửa tháng nữa để xem coi nó có điên không. Lỡ nó điên thì thầy nhập viện cái cho rồi. Mà hôm nay thì thầy đã giải mấy con xong rồi mà, đâu còn lỡ mà nhập viện mấy con cũng biết đường tu rồi, đâu có gì đâu mà lo. Bài vở cách thức đã sẵn sàng cho mấy con biết cách thức tu rồi, đâu có gì mà sợ. Lỡ ví dụ thầy nói bây giờ trong người thầy, bởi vì cái nập điên á, nó làm cho con người của mình nóng lên, nó nóng cho đến khi mà cuồng. Thầy vậy mà nóng quá đó, mình chỉ kiếm cái chỗ nào. Thường thầy thấy mấy người bị chó dại, nó kiếm mấy cái hốc nó chung, mấy người bị chó dại cắn nó chung,
nói chung trong đó nó sợ lắm, nó sợ nước, nó sợ ánh sáng lắm. Mà thầy thấy cái kiểu mà cái cơ thể mình nóng lên á, thì thầy biết là nó sẽ bị nạp độc, thôi thì mình bỏ thân này đi. À, bởi vì thầy chủ động mà, cho nên thầy đâu có sợ đâu. Mà thầy dạy mấy con rồi rồi thầy cũng không còn lo lắng gì nữa, vì mấy con biết pháp rồi mà. Không lẽ mà pháp như thế này mấy con tu không tới? Một là mấy con xả tâm, mấy con thấy không có gì đâu, có gì mấy con xả tâm. Hai á thì mấy con tu tứ niệm xứ thì nó cũng đi tới nơi tới chốn, có gì đâu, mấy con cũng thành Phật như thường. Một ông Phật chết làm bao nhiêu Phật khác thì phải ngon không? Một người một ông Phật mất đi rồi để lại hàng bao nhiêu ông Phật thì cũng phải hạnh phúc sao? Có phải chưa? Mấy con biết pháp rồi, rồi cái pháp này nó còn mãi, biết bao nhiêu ông Phật ra đời không? Có phải không? Như vậy là đâu có mất đến chỗ nào đâu. Cho nên thầy dạy mấy con cũng tạm đủ rồi đó. Thật sự ra bài mà quán thân kinh thân và cái bài xả tâm đủ cho mấy con tu rồi. Mấy con yên tâm đi, mấy con thầy trang bị đủ hết rồi. Cái tri kiến của mấy con thật sự nội những cái bài học mà tri kiến mấy con sống thì mấy con sẽ thấy, dùng cái tri kiến đó mấy con thấy không khổ rồi, mấy con được giải thoát đạo đức đó. Nội cái tri kiến thầy, mặc dù là thầy chưa cho hết bài vở để mà mấy con học về cái tri kiến, triển khai cái tri kiến, nhưng thầy thấy tạm đủ. Nội các pháp vô thường, thân vô thường và nhân quả là mấy con đủ xả tâm mấy con rồi, không còn chỗ nào mắc mớ, không còn chỗ nào mấy con để mấy con phiền não đau khổ trong thân tâm của mấy con. Nội cái các pháp vô thường, thân vô thường và nhân quả, đường đi của nhân quả thì mấy con an ổn vô cùng, mấy con không còn cái gì mà làm cho con chưa này tâm. Các con thấy chưa? Thì trang bị cho mấy con đủ tri kiến, mấy con sống mà đạo đức rồi đó. Chỉ có mấy con không muốn sống đạo đức thôi, chứ mấy con muốn sống đạo đức thì mấy con không làm khổ, mấy con không còn làm khổ người khác. Còn vấn đề mà tu tập để tới chứng đạo có tướng thần túc thì đây là rõ ràng là những cái này thầy đã dạy mấy con rồi. Còn cái chỗ nào mà không dạy? Cho nên hôm nay mình cứ giải thể, mình cũng có phước tu rồi, đâu còn gì đâu mà lo, phải không? À, mấy con không phụ ơn thầy thì chỗ nào mấy con tu cũng được. Mấy con có giải thoát là mấy con nhớ thầy, chứ không phải ngồi đó mà khóc u bù đó mà nhớ thầy. Đâu phải là người mà phu, mình hôm nay thánh hết rồi, người nào cũng là thánh hết chứ đâu có người nào mà phu đâu, có phải không? Mấy con hiểu chưa? À, cho nên trong khi đó thầy trao cho mấy con tất cả những cái cần thiết hết rồi, thì bắt đầu bây giờ mấy con chỉ còn có nước là mấy con sống thực hành nó mà thôi, thì mấy con tạm đủ, không có gì mà mấy con không được, có phải không? Nhớ kỹ những lời thầy nói, dù là người già người trẻ nào tu cũng được hết. Các bác già ngồi chơi, ai bỏ các bác làm chuyện chỉ cho cực nhọc, ngồi chơi nhưng mà xả tâm, chứ không phải ngồi chơi mà theo kiểu thế gian đâu. Ngồi chơi đứng lát lấy rượu ra mà uống thì cái chuyện nó không được. Cho nên ngồi chơi xả tâm, ngồi chơi mà ly dục ly ác pháp, cái cách thức đó là cách thức giải thoát. Dù bây giờ các bác gần sắp chết, các bác vẫn thản nhiên, vẫn thanh thản an lạc sư sự ngồi chơi xả tâm, thì con đường mà thầy dạy tới đây mới còn đủ hết. Không có người nào mà không biết hết, nghĩa là biết rồi thì giải thoát rồi, chứ không có gì. Pháp của Phật đã từng nói, pháp ta không có thời gian đến chuyện mà thầy đứng dậy bây giờ mấy con đến mấy con thấy rồi, không còn có chỗ nào che giấu mấy con được hết. Và đồng thời con không ai mà lừa đảo mấy con nổi, không có nói là bây giờ có cái bùa này linh lắm, là đọc lên thần chú làm cái bay trời hoặc tàn hình biến hóa, thì không ai nói với con. Mấy con không có bị lừa đảo những cái điều đó, hoặc là nói có của cậu này cô kia nhập đồng lên cốt vậy bắt quở, mấy con không cũng muốn tin cái điều đó. Đối với thầy thì dạy mấy con không còn cái chỗ mê tín nữa mà sợ. Cho nên tất cả những cái điều kiện hôm nay thì mấy con yên tâm mà lo tu tập, nghĩa là chỉ có mấy con lo tu thôi. Có thầy thì mấy con cũng tu vậy, mà không có thầy cũng tu vậy. Nhưng có thầy thì bài đặt ra cái chuyện mà có tưởng con này kia đặt hỏi thầy cho nhiều chứ không có gì. Còn không có thầy chắc tưởng là con không có đâu, bởi vì có thầy đâu mà hỏi. Cho nên vì vậy mà mấy con cứ nỗ lực mà thực hiện tu tập thì sẽ đến đây thì chỗ không. Cho nên hiện bây giờ đó, nhớ những lời thầy dạy thì chuẩn bị sau này ai về nơi nấy mà tu tập những lời thầy còn đó, và lần lượt nếu mà thầy ở trong hang trong hốc nơi nào đó để ẩn bóng yên mình, thì lúc bây giờ đó thầy sẽ lo thầy soạn thảo mấy bộ sách còn lại, mấy bộ sách còn lại. Còn vấn đề mà tổ chức các ban bệ thì mấy con nên lo tổ chức các ban bệ, và đồng thời thì trung tâm an dưỡng sẽ ra đời. Thầy thấy cái duyên đó có mấy con chứ không phải không. Nên yên tâm, bởi vì Phật pháp mà
phước chúng sanh có thì trung tâm nó sẽ có, mà những cái trung tâm an dưỡng nó không phải thành cái chùa nữa, không phải là cái tu viện nữa mấy con. Đó là cái nơi học đạo đức của chúng ta, chúng ta đến đó để mà an dưỡng, để mà học đạo đức. À, cho nên thầy nói trước kia đó, thì cái trung tâm an dưỡng từ thiện chân là cái tên của nó đó, cái tên đó. Hôm nay thì thầy không có từ thiện nữa. À, từ thiện nó nhiều khi người ta làm, cho nên vì vậy mà trung tâm an dưỡng mà thôi, chứ không có từ thiện. Bởi vì ở đây vô chúng ta học tập, chứ bây giờ mình nói từ thiện là phải ban bố người ta bằng cách này bằng cách khác làm việc từ thiện, hầu hết là xã hội làm việc từ thiện nhiều rồi. Còn mình ở đây trung tâm an dưỡng, nơi cái nơi mà để nghỉ ngơi, để học đạo đức thôi, có vậy được. À, còn từ thiện thì thôi, mình không có làm từ thiện. Bởi vì từ thiện nhiều khi nó lại, bởi vì từ thiện nhiều khi mình từ là mình bỏ, thiện là mình bỏ cái thiện, cho nên gọi là từ thiện là bỏ thiện, tức là làm ác mất rồi. Cho nên ở đây mình bỏ hai chữ từ thiện để cho mình làm trọn vẹn nó thiện thì nó hay hơn, chứ không kéo nó dùng cái chữ từ thiện thì nó không hay. Cho nên thầy hôm nay thầy gạt luôn cái chữ từ thiện. Vậy mà thầy mong rằng mấy con hiểu rằng sau này cái trung tâm an dưỡng của chúng ta, an dưỡng là nghỉ ngơi, để vừa nghỉ ngơi vật chất thân thể của chúng ta, mà vừa nghỉ ngơi về tinh thần của chúng ta, mà vừa đào luyện cho chúng ta có một cái hướng, có một hướng về tinh thần chúng ta rất là rõ ràng cụ thể. Đó thì cái những cái trung tâm nó sẽ sắp sửa nó sẽ ra đời. Một là nó ở thành phố Hồ Chí Minh, hai là nó sẽ ở Hà Nội. Chỉ có hai cái điểm đó thì nó dễ dàng hơn, nó đông người hơn. Còn những cái nơi khác đó thì nó thưa người, và do đó những cái sự mà đi lại của thầy nó cũng là quá vất vả. Còn ở đây thành phố có 50 cây số, nó đi gần không có xa. Còn đây mà đi ra tới Huế miền Trung thì chắc là chết hoặc là đây mà ra tới Hà Nội thì nó cũng xa quá. Cho nên vì vậy mà có người thì sẽ cho ra Hà Nội, người ta đứng là sai thầy thế nào cái lớp này ạ. Tuy vậy chứ khi giải thể rồi thì chúng ta còn những người mà người ta tu tứ niệm xứ được nữa. Những người đó vì họ sẽ nỗ lực, họ sẽ tu tập để khi mà trung tâm an dưỡng ra đời thì họ là những người đứng thay thầy để dạy những cái lớp chánh kiến, chánh tư duy. Họ sẽ thay thầy những vấn đề đó. Còn thầy thì ảnh bấm ở trong cái hang hốc nào đó mà lo mà viết sách. Nhất là thầy soạn cái giáo trình để cho các thầy mà tu chứng đó dựa vào giáo trình đó các thầy dạy sai thầy. Thầy mà đứng lớp dạy mà chấm bài nữa chắc thầy ớn chứ. Mỗi lần mà đọc bài mấy con nó thì là quá trời. Cho nên thầy thấy hôm nay thì như vậy là cũng tạm đủ rồi mấy con, không có gì đâu. Cái chương trình thì nó sắp sửa nó càng ngày càng tốt lên, nhưng mà có cái xấu phải có cái tốt. Cho nên đừng có gì một chút gì mà mấy con buồn tủi hay lo lắng hết mấy con. Hãy vui lên, hãy bình tĩnh lên để mình là những người chiến đấu chứ không phải là người chiến bại. Và mình sẽ thành lập những cái lớp học càng tốt đẹp hơn và càng đông đảo hơn. Bởi vì cái lớp của chúng ta hôm nay nó có một cái thiên văn rất lớn. Cho nên Thanh Trí đưa lên mạng hiện bây giờ là luôn luôn lúc nào nó cũng phá, không có cho đưa được đâu. Mà các con biết đó là cái khó đó, phải không? Cho nên trong cái vấn đề mà mình ở đây thì người ta đã thấy được cái lớp học của mình. Nếu mà 1 tháng 10 tới mà mở cái lớp chánh kiến, cái số lượng người không có ít như chúng ta hiện giờ mà 80 mấy người nữa đâu, không có ít đâu. Nó gấp 3, gấp 4, gấp 5, 10 lần người ta sẽ tập trung đến tu học chánh niệm. Cho nên vì vậy mà cần phải có những cái người tu chứng. Thì nếu không có người tu chứng mà bây giờ một lớp mà thầy dạy 60 người thôi cũng đã mệt rồi, mà thế mà cỡ chừng 400-500 người thì phải chia ra mấy lớp chánh kiến chứ đâu có không phải một lớp được. Mà mỗi lớp vậy phải có một người đứng chứ không thể sao. Chứ bây giờ người ta xin vô mà mình bỏ ra sao, mà đâu có nên bỏ, thấy không, phải chọn. Nhưng mà cho thì phải có người đứng lớp dạy. Thì do nó bây giờ những người mà đã trên thân quán thân được thì hãy tích cực tu trong cái thời gian, bởi vì Đức Phật nói 7 ngày 7 tháng 7 năm. Các con có tin điều đó không? Nghĩa là người mà quán thân trên thân được có cái sự an lạc sung mãn của tứ niệm xứ, nhiếp phục được tất cả tham ưu, thì chỉ cần bốn quan nhi đó nối liền thời gian
thì trong 7 ngày, cao lắm 7 tháng mới coi cái thành tựu. Thì trong một năm sau mà chúng ta tới cái thời gian mà chúng ta mở lớp tiếng kiến, mấy con đã giúp thầy được.